Xin được hoan hỉ chào đón tất cả quý vị khán giả thân thương đang theo dõi kênh Phong Thủy Gia Cát. Thưa quý vị, phần luận giải mệnh tử vi cho tuổi Kỷ Dậu 1969 trong tháng 5 sẽ giúp quý vị nắm bắt được vận hạn tốt xấu, những điều khó khăn và thuận lợi của mình. Sinh tử vi cho tuổi Kỷ Dậu trong tháng 5 âm lịch sẽ giúp cho quý vị biết được những sự kiện quan trọng về công danh, sự nghiệp cũng như tình duyên gia đạo trong tháng 5 của chúng ta sẽ có những thay đổi gì. Và sau đây, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết cho những người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 mệnh đại dịch thổ, có may mắn khi mà mọi sự đều thuận buồm xuôi gió. Tất nhiên, không tránh được những khó khăn bước đầu. Song khi vượt qua được những điều đó thì cả một tương lai tươi sáng đang chờ đợi bạn ở phía trước, thành công ngày càng thêm rực rỡ. Tính cách của con giáp này thích động chứ không thích tĩnh. Họ thích đi chơi, đến những nơi náo nhiệt và làm quen với những người bạn mới. Họ biết cách đối nhân xử thế, biết cách để lấy được lòng tin của đối phương, mở rộng mối quan hệ của mình, làm lợi cho công việc cũng như cuộc sống sau này. Trong mắt mọi người, đây chính là con giáp phóng khoáng nhưng rất trầm ổn, có quyết tâm, có lòng kiên trì. Khi khó khăn ập tới, biết cách xử lý vấn đề từng chút một, chú ý đến từng chi tiết, dùng chi tiết để áp đảo toàn cục, nhờ thế mà luôn dễ dàng giành được thành công. Con giáp này được quý nhân luôn ở bên cạnh mình, nên chẳng điều gì có thể cản được bước chân của bạn để giành được vị trí cao hơn như mong muốn. Tuy nhiên, thành công rồi chớ nên tự cao tự đại, nếu không thì dễ trở thành mục tiêu ngắm bắn của kẻ tiểu nhân. Trong tháng này, các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Dậu sẽ cần phải chú ý nhiều hơn đến vấn đề tâm tính của mình, biết cách thuận theo nghịch cảnh mình đang gặp phải để tìm cơ hội phát triển hơn. Tình trạng sức khỏe của những người tuổi Kỷ Dậu có dấu hiệu giảm sút ít nhiều so với trước đây. Các chứng bệnh cũ có thể tái phát, vì thế bản mệnh không nên đi xa quá nhiều, không nên để thân thể mệt mỏi kéo dài. Nếu có bệnh, nên chú ý chuẩn bị thuốc men đầy đủ trước khi đi ra khỏi nhà. Tháng này không phải là một tháng thuận lợi với bản mệnh, vì thế tránh việc đi di chuyển sửa nhà, sửa sang nhà cửa. Người cao tuổi cần phải chú ý bảo vệ sức khỏe, không tạo cơ hội cho các chứng bệnh cũ tái phát. Nên chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý thì có tác dụng nâng cao sức khỏe, giúp tinh thần thư thái, lạc quan. Xét về thiên can, Kỷ âm thổ gặp bính dương hỏa nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Dậu trong tháng này, cần phải cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần phải giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không mong muốn, làm phật lòng những người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng 5 âm lịch, bản mệnh thường trở nên khá nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bạn dễ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt, khiến quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công việc. Người sinh năm 1969 có thể gặp một vài cơ hội làm ăn, nhất là với những người làm đầu tư, tiếp thị. Nếu có cách ứng xử phù hợp, bạn có thể mở rộng mối quan hệ với khách hàng, đối tác của mình, đem lại nhiều lợi ích cho tương lai. Tuy nhiên, cần phải chú ý thăng tiến của bạn có thể khiến nhiều kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Hãy chú ý đề phòng những kẻ tiếp cận mình vì quá nhiệt tình. Thành công đến cũng không hề dễ dàng, thậm chí phải vất vả, lo toan rất nhiều. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Kỷ Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, nhờ vào sự cố gắng nỗ lực không mệt mỏi của chính bản thân, người sinh năm 1969 cũng sẽ đạt được những thành tích nhất định trong công việc, khiến tiền lương hoặc tiền thưởng gia tăng. Những người làm công việc ăn lương cần phải cẩn thận với công việc mình đang phụ trách, tránh gây ra sai sót ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Còn với những người làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Tuy nhiên, cũng chính do tính cả nể, hào phóng của bạn nên đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Bạn cần phải học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc, chớ nên quá phóng tay trong việc mua bán những đồ dùng hàng ngày. Nếu không thì dù tiền lương có tăng cao, bạn cũng ít có được khoản tiết kiệm. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát,
chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, người tuổi này không nên quá tham công tiếc việc mà lao động quá sức. Mục tiêu của bạn càng cao xa thì càng cần phải có thời gian mới thực hiện. Nếu dồn sức mình trong một khoảng thời gian quá dài, bạn dễ rơi vào tình trạng lao lực stress. Áp lực từ công việc cộng thêm với tuổi bạn không còn trẻ đã khiến cho bản thân rất nhiều mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ của bạn. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân và có chế độ dinh dưỡng sinh hoạt hợp lý. Các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, tử vi tình duyên tháng này cho rằng năm mệnh có số đào hoa hơn nếu so sánh với nữ mệnh. Tuy nhiên, nếu là người đã lập gia đình, bạn cần chú ý giữ khoảng cách thích hợp với người khác, chớ nên vì hư vinh hoặc ham vui nhất thời mà làm những hành động gây tổn hại danh tiếng, ảnh hưởng đến hạnh phúc của cả gia đình. Người chưa lập gia đình có thể mở rộng các mối quan hệ của mình, quen biết thêm những đối tượng triển vọng. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với một số người tuổi Kỷ Dậu trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 5 năm 2022, tức ngày 7 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 5 năm 2022, tức ngày 19 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim, Bạc Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Kỷ Dậu trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 5 năm 2022, tức ngày 8 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 5 năm 2022, tức ngày 20 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay là tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của phong thủy Gia Cát, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng năm âm lịch và từ đó chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.